Vâng, kính thưa quý vị, 30 năm đã trôi qua, thời gian có lẽ đã lấy đi thanh xuân và một phần sức khỏe của hai ông bà Quốc Huy và Thu Hà. Nhưng nhìn những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt họ, tôi tin chắc rằng ai cũng có thể đoán được 30 năm ấy đã cho họ lại những điều tuyệt vời như thế nào. Đó là một gia đình đầm ấm, là những đứa con xinh đẹp, đáng tự hào và là những trải nghiệm vô giá trong đời mà không điều gì có thể đánh đổi được. Và tất cả những cái khó khăn hay là vất vả trong cuộc đời này thì cũng chỉ để góp phần làm nên một cuộc hành trình mà cho phép tôi xin được dành tặng hai từ trọn vẹn. Quý vị thấy gia đình của chúng tôi có xứng đáng với hai từ trọn vẹn không ạ? Nếu có xin quý vị hãy một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Vâng, trong giây phút xúc động và đầy ý nghĩa này thì tôi tin chắc rằng là ông Trần Quốc Huy cũng sẽ có rất là nhiều điều muốn nói đúng không ạ? Ông có thể phát biểu vài lời về cảm xúc của mình cũng như là đôi điều ông muốn nhắn nhủ tới người vợ của mình được không ạ? Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa cô chú, anh chị, thưa các đồng nghiệp, các bạn và các em. Hôm nay gia đình tôi rất là phấn khởi và xúc động trước cái tình cảm quý báu của tất cả các quý vị đã đến chia vui và chúc mừng cho cái lễ kỷ niệm 30 năm ngày cưới của vợ chồng tôi. Thật không biết nói gì hơn, tôi xin đại diện cho gia đình xin gửi tới tất cả các quý vị lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất và chúc tất cả các quý vị luôn có sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Và để nói về người vợ thân yêu của tôi, để có những cái suy nghĩ mà trong suốt 30 năm qua đã sống chung với tôi dưới một mái nhà, thì tôi đã làm một bài thơ với tựa đề 30 năm tình yêu cuộc sống. Bài thơ được viết theo thể đường luật thất ngôn bát cú. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Với anh, em luôn là tất cả người vợ hiền, vất vả chồng con. 30 năm em vẫn sắc son như lời hứa thuở còn xưa cũ. Tâm tầm tình tiền tài em đủ, năm chữ vàng các cụ ban cho. Mong sau đời gặp ít âu lo, gia đình mãi ấm no hạnh phúc. Vâng, người vợ tôi là người phụ nữ như thế, có đủ năm chữ T: vừa có tâm, vừa có tầm, vừa có tình, vừa có tài, lại vừa có tiền. Nhà phân phối Hanvico mà. Đấy là, đó là lời nhận xét của ông bác ruột tôi là ông Nguyễn Đức Trải, đã từng nhận xét về cháu dâu của mình như thế. Và ngay bây giờ tại sân khấu này đây thì tôi xin các quý vị được cho tôi nói với người vợ thân yêu của tôi một câu rằng: nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu em như ngày xưa. Và chẳng có bao giờ anh thấy ân hận, chỉ cần em biết anh luôn hằng yêu em. Xin cảm ơn. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Xin cô dâu và chú rể có thể cho toàn thể hội trường chiêm ngưỡng một nụ hôn thật ngọt ngào được không ạ? Đủ ngọt ngào chưa quý vị? Chưa, thêm một nụ hôn nữa ngọt ngào hơn nữa. Quý vị thấy bài thơ này có hay không ạ? Hay đúng không ạ? Nhưng mà một điều mà còn quan trọng hơn cả cái hay nữa đó là gì thưa quý vị? Là gì ạ? Đó chính là cái thật ạ. Đây không phải là một bài thơ được sáng tác bởi một đại thi hào nào đó, viết về một những cái chuyện tình xa lạ của những nhân vật chỉ có trong tưởng tượng, mà đây là bài thơ được viết bởi một người đàn ông bình thường, nhưng lại là người chồng, người cha phi thường, viết về những cái cảm xúc rất chân thật mà ai trong chúng ta cũng có thể cảm nhận được, dành tặng cho người vợ thân yêu của mình. Còn điều gì đáng quý hơn như vậy nữa? Quý vị có thể cho người đàn ông tuyệt vời của chúng tôi một tràng pháo tay thật nồng nhiệt được không ạ?